Ok, chúng ta sắp được xem một trận đấu rất hay ở nội dung đồng đội nam giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Trận đấu thứ tư, trận đấu đôi nam, thành tích đối đầu giữa Hà Nội và Bắc Ninh đang là 2-1 nghiêng về phía Hà Nội. Trận đấu thứ nhất, Lê Thanh Lâm của Hà Nội thua Tuấn Anh của Bắc Ninh. Trận đấu thứ hai, Tiến Tuấn của Hà Nội thắng Hồng Tiến của Bắc Ninh. Trận đấu thứ ba, Hồng Nam của Hà Nội thắng Nghiêm Đình Tuấn của Bắc Ninh. Và trận đấu thứ tư này, trận đấu đôi nam, cặp đôi áo đỏ, cặp đôi Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy, cặp đôi áo tím than, cặp đôi Xuân Hưng và Trung Đức của Bắc Ninh. Đây được đánh giá là một trận đấu rất hay. Riêng bản thân Hùng, Hùng đánh giá đây là trận đấu hay nhất của giải đấu đồng đội toàn quốc năm nay. Và liệu nó có đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người hay không thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi những diễn biến của trận đấu này nhá. Và rất là mong mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ cái live stream này để nhiều người có cơ hội được thưởng thức trận đấu này hơn. Phải nói là trận đấu này là rất là hay mọi người ạ. Cặp đôi Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy chính là cặp đôi đã nhất giải Mạo Kê mở rộng năm 2018, giải đấu 50 triệu đó ở Quảng Ninh đó. Cặp đôi Trung Đức và Xuân Hưng cũng vừa mới nhì ở nội dung đôi nam giải cúp truyền hình Bắc Ninh sau khi để thua cặp đôi Ngọc Triệu và Văn Thiều trong 3 set. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người giúp mình chia sẻ cái live stream này đúng không ạ? Hôm nay ít người xem quá, buồn quá, bình luận không hay. Nhưng mà trận đấu này mình sẽ cố gắng bình luận hay nhất và nhiệt tình nhất. Rất mong là mọi người có thể giúp mình chia sẻ cái live stream này để có nhiều người xem hơn, là được để có nhiều người được thưởng thức trận đấu này hơn. Rất nhiều người đang mong muốn xem những trận đấu như thế này. Và Hùng cũng rất mong muốn rằng một trận đấu hay như này thì sẽ có nhiều người được thưởng thức hơn, để cho cái việc Hùng bình luận, Hùng quay giải là nó ý nghĩa hơn. Và ai giúp Hùng chia sẻ live stream này hãy comment 1 để Hùng được biết, và Hùng có gửi lời cảm ơn đến mọi người nhá. Trận đấu bắt đầu. Thủ cầu rất tốt từ cặp đôi Bắc Ninh. Thủ cầu cạch từ Bắc Ninh. Điểm số 1-0 trận đấu thứ nhất cho Hà Nội. Phải nói là cặp đôi Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy đánh cực kỳ hợp nhau, cực kỳ hiểu ý nhau. Họ đang là một trong vài cặp đôi mạnh nhất của cầu lông Việt Nam bây giờ. Ok, những ai cầm 1 là những người giúp chia sẻ đúng không ạ? Cảm ơn anh Thắng Trịnh Đức, cảm ơn Dương Phạm, cảm ơn Chính Nhân, cảm ơn Qua Đặng, cảm ơn Trần Huy Hoàng, cảm ơn Trần Quang Tiến. Cảm ơn mọi người đã dùng chia sẻ nha. Điểm 1-2 Trung Đức phát cầu. Hay quá nhỉ, rất khéo léo. Hai đều cho Bắc Ninh. Đây, trận đấu này rất hay đấy. Cảm ơn Nguyễn Việt Hồng, cảm ơn anh Thế Việt, cảm ơn Hiếu Nguyễn nha. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình dùng chia sẻ. Rất hay, 3-2 cho Bắc Ninh. Trận đấu này căng lắm đấy. Chả đôi nào dễ ăn đâu. Cặp đôi của Bắc Ninh, tay vợt Xuân Hưng, tay vợt cao hơn, sinh năm 99, sinh năm 98, tay vợt Trung Đức sinh năm 99, hai tay vợt của Bắc Ninh rất trẻ. Tài cầu vừa đủ qua, cầu lật lưới 4-3 với Bắc Ninh. Đây là một trận đấu được đánh giá là rất ngang tài ngang sức. Đôi nữ được trực tiếp trên kênh Thể Thao TV nha. Cầu ngoài sân, chưa chạm vợt. Trọng tài xác định cầu chạm vợt, điểm 4 đều cho Hà Nội. Thủ lỏng rất hay từ Trung Đức. Ngoài sân, 5-4 cho Bắc Ninh. Trung Đức 99 chứ ạ? Vừa nãy em vừa hỏi nó xong mà. Đúng rồi, Hưng con anh Dũng Đức ơi. Hưng con Bắc Ninh nha, Nguyễn Xuân Hưng. Vừa đi lính về. Vâng, cài lưới bớt một rất khéo léo từ Lương Tuấn Huy. Điểm 5 đều trong đầu thứ nhất, nó là rất hay. Tiến Minh đánh từ 7 giờ như anh Bùi Đăng Dũng ơi. Tiến Minh gặp Quốc Học, Quốc Học lên được 6 điểm và lên được 10 điểm. Bật cầu rất căng.
Trung Đức, nhưng tuy không cao nhưng cầu thang rất hay. Đức Kevin 6 đều. Đã đánh giá rồi, đây là trận đấu hay nhất tại giải đấu này. Mọi người hãy thưởng thức đi. Và hãy thỉnh thoảng giúp mình chia sẻ live stream để có nhiều người thưởng thức hơn. Còn chặn cầu ngang rất phí của Lê Văn Tú. Điểm 7-6 cho Bắc Ninh. Cặp đôi Trung Đức và Xuân Hưng là Bắc Ninh nhá, nhưng mà hình như là Xuân Đức, như là Trung Đức là quê Bắc Giang. Tấn công ở ngoài sân, 8-6 cho Bắc Ninh. Hôm nay anh Thịnh không đánh, anh Tiến Nguyên hay anh Thịnh về Điện Biên rồi. Bồ cầu vội vàng từ Văn Tú. Điểm 9-6 cho Bắc Ninh. Mọi người cho ông biết là chất lượng mạng có ổn không ạ? Có một số người đang comment là mạng mờ. Ép cầu rất tốt. Rồi điểm 79 cho Hà Nội. Rồi rất nhanh, Trung Đức Kenvin. Đức Kenvin 17. Ok, có những người nói là ok nắm, nhưng sao có những người lại... Đúng rồi, Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy nha bạn ơi. Phía xa màn hình là Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy. Gần màn hình là Trung Đức Kenvin và Hưng Con. Rất tiếc ngoài sân mất rồi. Phản tạt cầu ngang rất hay. Điểm rút ngắn 9-10 cho Hà Nội. Tại vì vừa mới tối Hùng đăng ký gói mạng 5G mà, Hùng nghĩ rằng chất lượng mạng sẽ ổn thôi. Trung Đức thủ cầu rất lì. Cầu chạm đất rồi, 10 đều. Điểm 10 đều. Lộc cầu. Hay lắm. Rất đáng tiếc. 11 người. Ok, cảm ơn mọi người đã cho Hùng biết chất lượng mạng vẫn ok thì Hùng yên tâm live stream tiếp ạ. Đội nữ xem đầu thứ nhất điểm đang là 18-17 cho Thái Bình. Quay trở lại với trận đấu thứ nhất nào. Trận đấu giữa Bắc Ninh và Hà Nội nào. Gần màn hình là Bắc Ninh, xa màn hình là Hà Nội nhá. Điểm ra là 11-10 cho Hà Nội. Cầu hai nhịp khá ngẫu hứng. Thủ cầu vẫn rất tốt. Cầu ngoài sân. 11-10. Bộ Công An thua 3-0. Anh Ngọc Hiếu ơi, đánh Hồ Chí Minh thua 3 đơn này đúng rồi. Ngay cả Hà Nội đánh em nghĩ thua 3 đơn. 12-11 cho Hà Nội, trận đấu hay nhất giải đấu này. Đập cầu. Đập cầu rất căng tiếp. Thủ này. Rồi, ăn rồi. Rất hay. 3 pha đập cầu rất mạnh của Xuân Hưng và cũng là một pha dứt điểm không thể cản phá của Trung Đức. Điểm 12 đều. Trận đấu thứ nhất. Em chào anh Nguyễn Anh Thái, em chào anh Nguyễn Tiến, chào anh Tuấn, chào 457 người đang theo dõi live stream Hùng. Mọi người hãy theo dõi Facebook của Hùng, hãy theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem đầu tiên để nhận được thông báo mỗi khi Hùng live stream các giải đấu hay nha. Thời gian tới tại giải cầu lông cá nhân tổ chức ở Đồng Nai thì có lẽ Hùng sẽ bay vào trong đó để ly giải, anh em cũng có thể thưởng thức. Nghe nói là mấy lưỡi ly trông quay vào đánh giải ở Hồ Chí Minh nữa. Không biết thông tin có chính xác không. Nhưng mà nếu ly trông quay mà đánh giải ở thành phố Hồ Chí Minh có lẽ mình cũng bay vào đó ly luôn. Ok,
bắn lưới nhanh, cơ hội tấn công. Cầu ngang rất hay rồi, cày vượt mất rồi. Điểm 13-14 cho Hà Nội. Ok, anh Nguyễn Hoàn em đánh đơn yếu lắm, anh chấp em mấy quả đây. Điểm 3-4. Bắt cầu lôi. 5-3 cho Xuân Hưng. Bắt cầu khó lắm chứ, đánh với đội này cao một tí là chết ngay. Cầu lỏng rất hay từ Văn Tú, Văn Tú xử lý khá nhịp nhàng. Điểm 14-15, Hà Nội giao cầu, trận đấu thứ nhất. Thủ tí rất hay. Trọng tài xác định cầu trong sân. 15 đều. Trận đấu giữa Thái Bình và Bắc Giang. Trận đấu thứ nhất, Thái Bình giành chiến thắng nha mọi người. Thành phố Hồ Chí Minh vào chung kết cực kỳ nhẹ nhàng nha mọi người. Anh Giang Hoàng, đây là giải cầu lông đồng đội toàn quốc nha, quy tụ tất cả những tay vợt cầu lông mạnh nhất của cầu lông Việt Nam, không thiếu một bóng dáng của ai hết. Ok, cảm ơn mọi người, mạng xem rất ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mười sáu mười lăm rất hay. 17-15 cho Bắc Ninh. Phải nói là tay vợt Trung Đức đánh cầu rất khéo léo, đánh lưới, đánh lỏng lưới rất hay và có những tình huống cầu cực kỳ ấn tượng. Bắt cầu lôi từ Văn Tú. 18-15 cho Bắc Ninh. Cặp đôi Xuân Hưng và Trung Đức hôm trước cũng có một trận đấu hết sức ấn tượng trước cặp đôi Thanh Long và Gia Huy của Thành phố Hồ Chí Minh khi đánh chiến thắng trong vòng 3 set. Nếu mà Bắc Ninh thắng trận đấu này thì cầu hơi cao rồi. Phản cầu rất nhanh. Điểm rút ngắn 16-18 cho Hà Nội. Thành tích đau đối đầu đang là 2-1 nghiêng về phía Hà Nội. Trận cầu hơi đáng tiếc của Trung Đức. Điểm 17-18 Hà Nội rồi. Cho dù là Bắc Giang, Bắc Ninh thắng trận này cũng rất khó để có thể giành chiến thắng trước Hà Nội. Bởi vì cặp đôi chính là phản cầu hay quá nhờ. 19-17, cặp đôi chính của Hà Nội là cặp đôi Phạm Hồng Nam và Tuấn Đức sẽ đánh trận cuối cùng. Và thực sự là đây là cặp đôi mạnh nhất của Bắc Ninh rồi. Trận đấu sau cặp đôi khác sẽ yếu hơn. Bắt cầu hơi cao từ Xuân Hưng, ngay lập tức thì cầu thủ Hà Nội đã chớp cơ hội và giành điểm. 18-19 rất căng thẳng trận đấu thứ nhất. Tập trung. Rất đáng tiếc cầu ngoài sân. 19 đều chưa có gì cả, 19 đều thì nó mới hay. Xuân Hưng rất tập trung. Đúng rồi, cầu ngoài sân liên tục với những điểm số cho cặp đôi Hà Nội. Cơ hội kết thúc trận đấu thuộc kết thúc trận đấu thuộc về Hà Nội. Văn Tú giao cầu, cơ hội tấn công, đập hay quá, hai người đều và xử lý cầu lưới rất hay của Trung Đức. Điểm số 20 đều, mọi người để giúp chia sẻ live stream này đúng không ạ? Đang giai đoạn rất hay. 20 đều. Đuổi cầu chăng? Đuổi cầu 20 đều. Trung Đức phát cầu. Cơ hội tấn công Hà Nội, thủ cầu chìm rất hay. Lập tiếp xem nào. Thủ rất hay, non rồi, vẫn thủ được, vẫn bắt được. Hay quá. Thủ cầu rất an toàn từ Xuân Hưng, ngon rồi. Vẫn đủ được. Vẫn được rồi. 21-20 cho Hà Nội. Mọi người
người đừng quên theo dõi Facebook Hùng ở chế độ xem trước để có được thể được xem live stream thưởng thức những trận đấu hay nhất của cầu lông Việt Nam nha. Sau giải đấu này Hùng sẽ live stream rất đáng tiếc và bạn lưới lúc 1 vừa rồi của cặp đôi Xuân Hưng Trung Đức chiến thắng 22-20 cho cặp đôi Hà Nội. Còn trận đấu rất hay, pha lộn ngược dòng rất xuất sắc của cặp đôi Văn Tú và Tuấn Huy. Hãy theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem đầu tiên nha mọi người. Mình sẽ đi khắp các giải live stream gửi đến mọi người những trận đấu hay nhất. Và những ai thực sự muốn kết bạn với Hùng, muốn giao lưu cầu lông với Hùng thì hãy gửi lời mời kết bạn và nhắn tin cho Hùng để Hùng biết, để Hùng ép nha, bởi vì Hùng full 5.000 bạn rồi. Hùng sắp full 5.000 bạn rồi, chỉ có một số nữa trong danh sách bạn bè thôi. Ok, hiệp thắng chấp anh 5 quả luôn, ok đánh luôn. Xin chào Nguyễn Quang Trung nha, Hùng gửi lời chào đến tất cả mọi người. Xét đấu thứ nhất, trận đấu thứ tư nội dung đồng đội giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Trận đấu thứ nhất thì cặp đôi Hà Nội, cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta, Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy giành chiến thắng ngược với điểm số 22-20. Và chúng ta sắp được chứng kiến trận đấu thứ hai. Rõ ràng là cặp đôi Trung Đức và Xuân Hưng đã rất đáng tiếc ở trận đấu thứ nhất khi bị để bị thua ngược. Rõ ràng trận đấu thứ hai này họ có thể gỡ lại được hay không, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi nào. Nếu trận đấu này mà chiến thắng cho Hà Nội thì chúng ta sẽ không được xem trận đấu thứ năm, vì thành tích đối đầu nó đã là 3-1 cho, nó sẽ là 3-1 cho Hà Nội. Ok anh em cùng cổ vũ cho Bắc Ninh thắng xem này nào. Không đều, Lương Tuấn Huy phát cờ. Cầu ngang rất hay từ Trung Đức, vâng, Đức Kevin lên đội 1-0. Bây giờ phải học đi, phải đi đâu lúc quay lại những gì ạ? Quay rất nhanh rồi. Lỗi rồi, có vẻ hôm nay Xuân Hưng thi đấu lỗi hơi nhiều. Trung Đức thi đấu với tinh thần tốt hơn. Trung Đức thi đấu với phong độ tốt hơn. Cầu vẫn trong sân. Trong sân hay ngoài đây? Trong sân. Điều 2-1 cho Hà Nội. Không phải anh Hùng Kawasaki đâu nhá, anh là Nguyễn Văn Hùng. Support Hùng. Vâng, vẫn còn. Thủ cầu rất chỉ. Vẫn còn kìa. Nói chung Đức là thủ cầu rất hay và đánh lưới ngang cũng rất hay. Kéo quá nhờ. Vẫn còn. Thủ chịp nữa rồi. Điểm 3-1 cho Hà Nội. Giờ này sử dụng cầu Linning nha mọi người. Nghe nói cầu Linning đắt lắm. Hôm nay Xuân Hưng đánh cầu lỗi hơi nhiều. Vào tay rồi. 4-1 cho Hà Nội. Hỏng rồi, 5-1 cho Hà Nội. Ok, Tiến Cần, anh đang bận cả tuần nay là vì có thời gian trả lời em ơi, anh sẽ trả lời sau giải nha. Anh sẽ trả lời em đầu tuần sau, anh sẽ trả lời tin nhắn của em. Đang đi quay giải ở Thái Nguyên làm gì ở nhà đâu mà bán hàng. Điểm 7-1 cho Hà Nội rồi, một khởi đầu thực sự rất ấn tượng. Cặp đôi của Bắc Ninh trong trận đấu này thi đấu hơi thiếu ổn định. Đại hỏng rồi. 8-1 cho Hà Nội rồi. Tỷ số chung là đang là 2-1 cho Hà Nội ạ. 9-1 cho Hà Nội rồi. Họp đi, họp đi. Khi ta dây đen mà đánh lại thì hai đều.
mình. Rất không. Tỷ số 11 cho Hà Nội. Không nghĩ rằng tỷ số lại có thể cách biệt như thế. Văn lưới có một lỗi rồi. Điểm 11-1. 1-11. Hết rồi. Đánh 3-1 rồi. Trận 1-2, trận 2 chúng ta không ăn thua rồi. Trận đấu giữa Bắc Giang Thái Bình. Trận đấu thứ nhất Bắc Giang thắng, nhưng Thái Bình thắng. Trận đấu thứ hai Thái Bình đang dẫn trước 13-7. Khả năng cao là Thái Bình ăn rồi. Cặp đôi Hồng Ngoại rất chắc. Cặp đôi Hồng Ngoại Thái Bình gặp đôi giải 3 SEA Games. Và tiếp tục với trận đấu nào. 11-1, Lê Văn Tú giao cầu. Cầu hỏng từ Lương Tuấn Huy. Rồi cắt đường dây rồi. 2-11 cho Bắc Ninh. Độc số mới của Lương Tuấn Huy vẫn có thể giành điểm. 12-2. Tối mai đánh từ 7 giờ nhé mọi người. Nếu ai muốn xem Tiến Minh thi đấu thì mọi người hãy vào, hãy xem lúc 7 giờ nha. Tiến Minh bao giờ cũng ra trận đầu tiên. Đi bắt bài mất rồi, may mắn cho cặp đôi Bắc Ninh. Đội điểm 3-12. Bắc Ninh cố lên nào. Thua sâu nhưng mà cũng phải cố gắng. Tình cầu lật lưới rất khó chịu từ Lê Văn Tú. Sau đó tình huống hất cầu non của Trung Đức. Và kết thúc một pha đập cầu rất mạnh của Tuấn Huy. 13-3, khoảng cách rất là 10 điểm. Ngoài sân, tiếp qua, ngoài đúng một xíu. 14-3 cho cặp đôi Hà Nội. Trượt. Lương Tuấn Huy vừa bị trượt một cú rất đau. Không tốt. Đội điểm 5-14. Pha ngã vừa rồi của Lương Tuấn Huy có lẽ rất đau. Điểm 5-14, Xuân Hinh giao cầu. Được quá căng, cũng người thủ vào sân. 15-5 cho cặp đôi Hà Nội, khoảng cách vẫn là 10 điểm. Rồi cầu ngang không qua lưới. Điểm rút ngắn 6-15 cho Bắc Ninh. Cũng phải cố lên 15 điểm đi em. Ngoài sân 7-15. Vẫn thẳng cu anh Hiệp thắng ạ. Một cầu rất căng, không thể cản phá. Điểm 16-7 cho cặp đôi Hà Nội. Và đây là trận đấu thứ tư ở nội dung đồng đội giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Ép cầu rất nhanh từ Xuân Hưng. 86. Vô cầu rất nhanh từ Văn Tú. Yeah.
Đổ lôi rồi. 18-8. Quả cầu không hiểu ý nhau, cặp đôi Hà Nội đổi điểm 9-18. Nói chung là cơ hội gần như không còn cho cặp đôi Bắc Ninh rồi. Ở trận đấu thứ nhất thì họ đã tạo ra lợi thế nhưng mà đã bị đối thủ lội ngược vòng với điểm số 22-20. Trong trận đấu này thì trôi điểm quá nhanh. 19-9. Cầu ngoài sân. 10-19. Hello, hiệp thắng anh không phải ở Bắc Ninh nha, anh ở Hà Nội. Ngoài sân 21-10 cho cặp đôi Hà Nội. Vâng, vậy là trận đấu thứ 5 sẽ không được đánh. Đây là trận đấu cuối cùng rồi. Chúng ta quay xem nốt trận giữa Thái Bình và Bắc Giang nhá. Trận đấu thứ 3. Trận đấu thứ 3, trận đấu thứ 2 giữa Bắc Giang và Thái Bình, điểm đang là 19-12 cho Thái Bình, 20-12 rồi, điểm số cuối cùng của trận đấu rồi. Điểm số cuối cùng rồi mọi người ạ. Hai mươi mười hai cho Thái Bình, Bắc Giang không chịu được rồi. Bắc Giang vẫn đang rất cố gắng, tuy là bị dẫn đến 20-12 rồi.